Xin chào các bạn đã quay lại với channel của mình. Hôm nay mình sẽ tiếp tục giải đáp một câu hỏi mà các bạn hay hỏi nữa liên quan đến hệ số công suất cốt phi trong hệ thống điện. Khi các bạn tính toán, các bạn sẽ lựa chọn bù công suất cốt phi là bao nhiêu và hệ số cốt phi sau bù á. Thì theo nghị định số 137 năm 2013, nghị định chính phủ ở điều 15 có quy định cho các bạn là phải đảm bảo cái hệ số công suất cốt phi lớn hơn 0.9 tại thời điểm đo đếm thiết bị trong điều kiện hệ thống đảm bảo chất lượng điện năng. Và khi lắp đặt thiết bị tụ bù công suất phản kháng trong trường hợp hệ số nhỏ hơn 0.9 để nâng hệ số lớn hơn bằng 0.9, phải mua thêm công suất phản kháng trong hệ thống điện của bên bán điện. Các bạn lưu ý, nghị định này nó liên quan đến việc mua bán điện. Các bạn mua bán điện, các bạn phải đảm bảo cái hệ số công suất tại tải của mình, tại cái hệ thống của mình, tại công trình của mình phải là lớn hơn 0.9. Là tổng cái hệ số công suất khi các bạn đấu nối vào lưới điện này, phải đảm bảo hệ số công suất ở đây phải là tối thiểu là 0.9. Càng lớn các bạn càng lợi thôi. Trong trường hợp á, các bạn không đảm bảo cái hệ số công suất này, nghĩa là hệ số công suất nhỏ hơn 0.9, các bạn buộc phải mua bù công suất phản kháng, là các bạn nộp tiền bù vào cho điện lực á. Nên các bạn lưu ý là khi tính toán lựa chọn tụ bù, các bạn phải đảm bảo làm sao các bạn lựa chọn theo cái con số này này. Ngoài ra nó còn quy định cho các bạn là ở thông tư 39/2015 yêu cầu về cái hệ số công suất là khi khách hàng sử dụng điện để sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có sử dụng trạm biến áp riêng hoặc là không có trạm biến áp riêng nhưng hệ số công suất cực đại là lớn hơn 40 kW, thì trách nhiệm phải duy trì cái hệ số công suất tại điểm đặt thiết bị đo đếm là phải đảm bảo là không nhỏ hơn 0.9. và lưu ý là nó đo cái hệ số công suất này tại cái đầu vào của nhà của bạn. Nếu trường hợp là các bạn mua điện mà lớn hơn là 40 kW này, hoặc là trường hợp các bạn đầu tư luôn cái trạm biến áp, thì cái hệ số công suất của các bạn phải đảm bảo là nhỏ nhất là 0.9. trong trường hợp nhỏ hơn 0.9, ví dụ như 0.8, 0.85, các bạn phải bỏ tiền, các bạn mua bù cái hệ số công suất phản kháng đó vào để đảm bảo nâng cái hệ số công suất lên là 0.9. Ở bên này là cái sơ đồ thiết kế điển hình. Khi các bạn thiết kế tụ bù á, nó sẽ có nhiều cái bước. Thông thường hiện giờ đa phần là thiết kế tụ bù theo dạng là bù tự động, không còn bù nền như ngày xưa nữa. Ngày xưa là bù nền á, thì khi các bạn đóng một bước sau đó có để các bạn để nguyên luôn. Còn cái này là nó sẽ bù tự động theo cái hệ số công suất tải thay đổi. Ngoài ra nó còn có công nghệ bù là SCR nữa, các công nghệ bù về sử dụng các cái thiết bị điện tử công suất á. Thì hôm sau mình sẽ làm cho các bạn một cái video về các cái dạng công nghệ bù mới hiện nay để các bạn cập nhật thêm các công nghệ bù đó. Thì ở video này á, mình đã giải thích được cho các bạn về cái hệ số công suất cốt phi trong hệ thống điện theo các yêu cầu và quy định nào.